Ngày xưa câu chuyện sự tích cây đào ngày Tết Ngày xưa ở phía đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt Có một cây hoa đào mọc đã lâu đời Cành lá đào sum xuê, to lớn khác thường Bóng rậm che phủ cả một vùng rộng Có hai vị thần tên là Trà và Uất Lũy Chúng ngụ ở trên cây hoa đào khổng lồ này Tỏa rộng y quyền che chở cho dân chúng khắp vùng Quỷ dữ hay ma quái nào bén mảng lui đến, át khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của hai vị thần. Đến nỗi sợ luôn cả cây đào, chỉ cần trông thấy cảnh hoa đào là bỏ chạy, xa bay. Đến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần trà và út lũy phải lên thiên đình trồng Ngọc Hoàng. Trong mấy ngày Tết, hai thần vắng mặt ở trần gian, ma quỷ hoành hành, tác oai tác quái. Để ma quỷ khỏi quấy phá, dân chúng đã đi bẻ cành hoa đào về cắm trong lọ nhỡ ai không bẻ được cành đào thì lấy giấy hồng điều vẽ hai vị thần linh dán ở cột trước nhà để xua đuổi ma quỷ. Từ đó hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, mọi nhà đều cố gắng đi bẻ cành hoa đào về, cắm trong nhà trừ ma quỷ. Lâu dần, người Việt quên mất ý nghĩa thần bí của tục lệ này, không còn tin mấy ở ma quỷ thần linh như tổ tiên ngày xưa ngày nay hoa đảo hoa mai tươi thắm khắp nhà nhà vào dịp tết và sắc giấy đỏ hồng điều với câu đối hòa hợp được trang trí mấy ngày xuân trong không khí vui vẻ trong sáng